chánh niệm là gì, quá trình thiền có phải là quá trình giữ chánh niệm không? Chánh niệm trong bát chánh đạo là sự thực hành tứ niệm xứ. Chánh niệm còn có nghĩa là mình không thất niệm. Không thất niệm nghĩa là sao? Ví dụ như khi chúng ta đang theo dõi hơi thở thì chúng ta không để ý đến đối tượng nào khác ngoài hơi thở. Khi chúng ta để ý đến bất kỳ đối tượng nào khác ngoài hơi thở thì đó được gọi là thất niệm.